Chào anh em, hôm nay Hero sẽ so sánh ngắn gọn hai cái siêu phẩm màn hình to mà nhẹ nhất thế giới, đấy là LG Gram, đây là bản 16P và đây là bản 16T. Đây là bản 16P thì là dòng không cảm ứng, còn đây là bản 16T, tức là cái phiên bản màn hình xoay gập cảm ứng 360 độ thành máy tính bảng. Anh em thấy là hai cái dòng này thì thiết kế nó hơi tương đồng, đúng không? Gần giống như nhau. Cái điểm khác biệt cơ bản thì anh em nhìn nhận ra ngay, đây là cái chữ Gram, đây nó màu bạc, bản không cảm ứng nó màu, nó mạ chrome sáng. Còn đây là cái bản cảm ứng thì nó khắc chìm vào. Cái điểm cơ bản thứ hai đấy là cái bản lề, anh em thấy nó khác nhau luôn. Bản X360 xoay gập thì màn hình bao giờ nó cũng sẽ lùi lên để xoay gập ra sau. Còn đây là bản không cảm ứng thì bản lề được giấu ra sau. Đây, để gần nhau một chút thì anh em thấy là cái bản bản X360 thì nó sẽ dày hơn tí. Tại sao dày hơn? Là bởi vì thứ nhất là cái bản cảm ứng thì nó phải thêm một cái lớp cảm ứng ở màn hình nữa. Thứ hai nữa là để cho cái sự chắc chắn hơn thì là LG làm cái mặt trên này nó dày hơn một chút, để khi mà anh em tì và anh em viết vẽ vào thì nó đỡ bị lún hơn, nếu mà mỏng quá nó sẽ hơi bị lún. Đây, cái điểm thứ ba là gì? Đây, điểm tiếp theo là anh em thấy là đây, về cổng cái bản cảm ứng thì là chỉ có một USB, còn bản không cảm ứng là hai USB. Đấy, còn đây là bản cảm ứng thì nút nguồn ở đây, còn cái bản không cảm ứng thì nút nguồn nó nằm bên trong. Màu sắc thì nó sẽ cũng sẽ hơi khác biệt một chút. Cái bản bản không cảm ứng thì anh em thấy là cái chất liệu này là chất liệu hợp kim magie, anh em thấy nó lì hơn, sơn lì, sơn nhám. Còn cái bản mà không bản cảm ứng đây thì là cái nắp trên này là làm từ hợp kim nhôm, khác biệt nha anh em, cái này nó khác biệt rất nhiều. Cái hợp kim nhôm này thì nó sẽ thế nào, tức là nó sẽ nặng hơn cái vật liệu hợp kim magie này, nhưng mà nó sẽ cứng hơn, trông nó sang hơn, nó lì hơn, và thứ ba nữa là cảm giác nó cứng hơn. Đấy, cái chất liệu anh em nhìn thì thấy đây, đây là nhôm, còn đây là hợp kim magie, khác biệt nha anh em. Đây, còn bên trong là như thế nào, bên trong thì mở ra đây. Đây là LG Gram. Hero đang ngồi ở chỗ cửa sổ cho nên là nó sẽ hơi cái bản này X360 thì bản lề này nó sẽ nặng hơn tí, không mở được bằng một tay. Ngồi cạnh cửa sổ nó sẽ hơi lóa đúng không anh em? Bởi vì hôm nay là trời bên ngoài rất là nắng, nó sẽ lóa là chuyện rất là bình thường. Cái bản cảm ứng này thì bản lề nó sẽ chắc hơn. Anh em thấy lúc nãy là mở ra thì Hero sẽ phải dùng cái lực nó hơi nhiều hơn. Thật ra là cái này cũng đúng thôi, bởi vì là khi mà anh em, ví dụ như anh em dùng cảm ứng bấm tay vào đây thì nó sẽ bản lề cứng hơn thì nó sẽ đỡ bị rung hơn. Đây, nút nguồn đây, nút nguồn đây, và nút bên này là nút, hình như nút xoay màn hình chứ không phải nút nguồn. Đây là nút nguồn đây. Bên trong thì nói chung là hai cái chiếc máy này thì nó gần như nhau, màn hình cũng giống nhau, màn hình là màn hình 2K. Đây, bên trong đây anh em. Đấy. Đấy, nhìn gần như nhau luôn. Review về cái dòng không cảm ứng này thì nhiều, bởi vì dòng không cảm ứng này thì bán ở tại thị trường Việt Nam. Còn bản X360 này thì chủ yếu bán tại thị trường Mỹ mà thôi, ở Việt Nam rất là hiếm. X360 thì nó sẽ có thêm bút stylus pen đây. Bút này khi anh em vẽ viết trên màn hình thì nó sẽ giống như một cái bảng vẽ, rất là tiện. Nên là những cái bạn thiết kế hoặc là hay trình chiếu. Đây, khác biệt ở cái bản lề đây anh em. Đây, cái chiếc Gram 16 không cảm ứng đây thì cái chiếc không cảm ứng thì cái chất liệu hoàn toàn làm từ hợp kim magie, nó rất là nhẹ, cho nên là chiếc máy này 16 inch nhưng mà nó chỉ nhẹ 1,19 kg.
nhẹ hơn cả máy 13 inch thông thường anh em ạ. Đấy, còn cái chiếc máy mà phiên bản cảm ứng đây thì cái nắp trên của nó sẽ có thêm một cái nắp trên người ta làm bằng hợp kim nhôm, nó dày hơn một chút, và thứ hai nữa là nó có thêm một cái lớp kính phủ kính cường lực ở đây, kính cường lực ngoài viền này, kính cường lực thì nó tràn viền luôn, nhìn đẹp hơn. Tuy nhiên là nó sẽ dày nặng hơn một chút so với chiếc Gram mà không cảm ứng. Cái phiên bản cảm ứng X360 này thì nó rơi vào khoảng 1,4 cân, nó gọi là nặng hơn thôi, như so với các cái máy mà X360 mà 16 inch của các hãng khác thì toàn trên 2 cân, thì chiếc này 1,4 kg cũng rất là nhẹ rồi. Cái điểm mà Hero đã từng giới thiệu với anh em cái Gram bản mà không cảm ứng đây, thì chiếc máy này nhờ sử dụng cái vật liệu gọi là vật liệu hợp kim magie, nó rất là cứng, rất là nhẹ, với lại nó sơn một cái lớp mờ này, anh em cầm nó rất là thoải mái, cầm một tay rất là thoải mái luôn. Mà cái chất liệu này nó rất là bám tay, bám tay thì khi anh em cầm trên nó không cảm giác trơn, ví dụ như anh em cầm cái MacBook ấy, nó dễ tuột tay, cảm giác nó rất là run tay, do này MacBook bị móp rất là nhiều. Nhưng mà những cái dòng Gram này nó cầm cảm giác nó rất là bám tay, rất là yên tâm, ít bị trượt. Thứ hai nữa, cái vật liệu này nó khó bị móp này, anh em rơi thì tưởng nó sẽ bị móp nhẹ thôi hoặc là nó xước xước, chứ mà ví dụ như là chất liệu nhôm như trên dòng MacBook ấy, anh em mà rơi ngay cả để trong cặp thì nó cũng móp rất là nặng. Đấy là cái điểm cơ bản, còn các cái tiêu chí khác thì Hero đều giới thiệu với anh em rồi. Hai chiếc máy này đều là coi 7 hệ 11 luôn. Evo đây coi 7 hệ 11 1165G7, tắt bát rất là to, bàn phím này thì dẹp nhưng mà gõ cũng ok vì phím nó rất to. Cái điểm nổi bật của trên cái dòng Gram 16 này là màn hình của LG nó cực kỳ đẹp, màn hình độ phân giải 2K, độ sáng rất là tốt, mà cái chất liệu cái chất lượng hiển thị màu sắc này nó rất là chuẩn, rất là tươi. Nói chung là màn hình này nó rất là tuyệt vời, được đánh giá rất là cao. Còn trên phiên bản cảm ứng này thì đối với những cái anh em nào mà hay vẽ vời các thứ thì cũng rất là thích. Sẽ gặp ra sau, tại Hero đang một tay quay cho nên là không quay được. Đấy, còn bình thường nó sẽ gặp 360 độ ra sau. Đấy, tổng quát thì nó có những cái điểm khác biệt cơ bản như thế. Có những cái cần những cái thông tin gì thêm thì anh em có thể hỏi Hero thêm. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp anh em trong những cái video lần sau.